20 tháng 10 sớm ở các lớp học, hội con trai đã chuẩn bị những gì để tặng bất ngờ cho cô giáo và các bạn nữ? Dù chưa đến 20 tháng 10, nhưng tại nhiều lớp học, các bạn nam cũng đã tất bật chuẩn bị từ sớm cho ngày đặc biệt của chị em rồi đấy. Cùng theo chân 8 TV đi một vòng soi xem con trai lớp người ta đã làm những gì. Dễ nhận thấy nhất năm nay là phong cách trang trí bóng bay trên tấm bảng đen. Có lớp thì bóng màu hồng, có lớp bóng màu đỏ, có lớp bóng nhiều màu. Nhưng đều được các bạn nam thổi từng quả, cặm cụi dán tạo hình background thật sinh động. Một lớp học khác ở Đại học Kinh tế Quốc dân thì in hẳn spotter các bạn nữ trong lớp. Tưởng đâu đi thi chị đẹp đạp gió rẽ sóng luôn ấy chứ, đỉnh nóc kịch trần luôn. Để có được ngày 20 tháng 10 đầy bất ngờ, ý nghĩa cho cô và các bạn nữ, con trai các lớp phải tụ tập ngày đêm để chuẩn bị, thậm chí phải ăn mì gói này, rồi phân công nhau mỗi người một việc, cũng tất bật ra phết. Lớp này còn có tâm hơn, đặt bánh mà phải ghi rõ tên từng bạn nữ trong lớp ra. Vậy mới thấy đủ sự trân trọng mà các bạn nam dành cho các bạn nữ ấy nhờ. Lớp các bạn thế nào rồi? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.